Trân trọng kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị. Chùm bất động sản Trung Quốc mất gần hết tài sản trong một ngày. Nguồn tin từ trẻ online. Sau đây là nội dung chi tiết. Tài sản của ông Zhang Ruolin, chủ tịch tập đoàn Sinic Holding, trụ sở tại Thượng Hải, đã bị bốc hơi hơn 1 tỷ đô la. Trong bối cảnh thị trường lo ngại về nguy cơ sụp đổ của Evergrande, gã khổng lồ bất động sản Trung Quốc. Theo tạp chí Forbes, giá trị tài sản dòng của ông Zhang Guilin đã nhanh chóng giảm từ mức 1,3 tỷ đô la, ghi nhận trong tháng 20 tháng 9, xuống chỉ còn 250,7 triệu đô la trong chiều cùng ngày. Diễn biến trên đã xảy ra trong bối cảnh tập đoàn của ông buộc phải tạm ngừng giao dịch trên sàn Hồng Kông sau khi giá cổ phiếu lao dốc tới 87% trong phiên chiều ngày 20 tháng 9. Ông Giang từng có tên trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2021 do Forbes tiếp hạng. Thu nhập của ông chủ yếu đến từ việc kinh doanh các tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, tập đoàn của ông cũng đang không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng sau so sụp đổ của gã khổng lồ bất động sản Trung Quốc Evergrande. Theo hãng tin Bloomberg, cổ phiếu của tập đoàn Sinic Holdings đột ngột bị bán tháo rất mạnh trong chiều 20 tháng 9. Với khối lượng giao dịch cao gấp khoảng 14 lần so với mức trung bình trong một năm gần đây, lĩnh vực bất động sản đóng góp hơn 25% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc. Nhiều dư luận lo ngại về tác động tiêu cực của sự cố Evergrande đối với kinh tế trong nước và toàn cầu. Lĩnh vực kinh doanh chính của Evergrande là bất động sản và công ty này là nhà phát triển địa ốc lớn thứ nhì của Trung Quốc nếu xét về danh số. Evergrande nắm hơn 1.300 dự án bất động sản tại hơn 280 thành phố ở Trung Quốc. Bộ phận quản lý dịch vụ bất động sản của công ty tham gia gần 2.800 dự án tại hơn 310 thành phố ở Trung Quốc. Ngoài bất động sản, Evergrande còn có 7 công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm ô tô điện, dịch vụ y tế, sản phẩm tiêu dùng, sản xuất chương trình video và truyền hình, thậm chí cả công viên chủ đề. Theo thông tin trên website của Evergrande cho biết, công ty có 200.000 nhân viên và gián tiếp tạo hơn 3,8 triệu việc làm mỗi năm. Cổ phiếu và trái phiếu của Evergrande đã thu được và đưa nhiều vào chỉ số tại các thị trường châu Á. Sau nhiều năm nhanh chóng mở rộng và gom mua tài sản song song với quá trình phát triển mạnh mẽ của kinh tế Trung Quốc, Evergrande giờ đây đang oằn mình gánh khoảng nợ khoảng 300 tỷ đô la. Với số nợ này, Evergrande là công ty bất động sản nặng nợ nhất thế giới và phải xoay sở đủ cách để thanh toán cho nhà cung cấp và các chủ nợ. Trong 2 tuần gần đây, công ty này đã hai lần cảnh báo về nguy cơ vỡ nợ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung chùm bất động sản Trung Quốc mất gần hết tài sản chỉ trong một ngày. Đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau.